Không muốn nói cái gì cái năm 78 79 thì đánh như thế nọ đến sông Mekong, đó là ta vượt lên sông Mekong đến công phong Tràm sang đến công phong Thơm. Năm 80 thì đơn vị tôi vào sắp nhập vào với sư đoàn 317 đấy, tôi nói vâng, của sư 317 bắt đầu nhiệm vụ của sư 317 đánh từ Battambang Siem Reap, đấy là đánh là trên cái hướng của Siem Reap có Đông Minh Chay. Trong cái quá trình mà đánh như thế thì chủ yếu là cái hướng của phía bắc của Siem Reap có Đông Minh Chay là cái mũi của trung đoàn 271, trung đoàn 88 và sư 317 của tôi là đánh như đó, là những cái trận đánh như thế thì nói tóm lại thì hầu hết là đánh cũng chỉ có vài tiếng thôi, có những trận đánh vài ba tiếng, bởi vì cái lực lượng của ta lúc đó là đông rồi. Đấy, cái mũi của ta lúc đó là quá đông vì là trên cái trận tuyến của Siem Reap của Đông Minh Chay đó là nhiều sư đoàn rồi, tất cả tập trung vào đó cả, thí dụ là sư 5, sư 302, sư 317, sư 310, sư 7, sư 9, rồi 341 các cái đó, không quá nhiều. Cho nên là khi đó là địch, là lúc đó là nói tóm lại là cũng chỉ là cầm cự được một vài tiếng, chứ không thể là chống đối như lúc ban đầu của năm 77-78 ta đánh như thế là biên giới Việt Nam với là sông Mekong để ta sang, tức là sang trực tiếp, tức là công phong Tràm và công Thơm. Mà đến năm 80 rồi là ta đánh như thế, cho nên là địch mới dồn về tất cả bên kia biên giới Thái Lan. Rồi đến mãi năm 81-82 bắt đầu là hắn mới củng cố lại. Đấy, hắn củng cố lực lượng được tất cả, trang bị vũ khí đầy đủ rồi thì bắt đầu là hắn đưa vào nội bộ của đất nước Campuchia. Bắt đầu lúc đó là ta mới là đánh mạnh, từ năm 82 83, 84 trở đi đó là ta đánh quá mạnh, bởi vì là lực lượng của nó đông, các sư đoàn của nó đủ thì nó bắt đầu vào trực tiếp. Cho nên là khi đánh cái chỗ mà chùa Cờ Đê Run, cái chùa đó thì nát rồi. Cái trận đó nói đúng ra là cái trận đó là cái trận đó là tôi nói đúng là đơn vị tôi đánh là hoàn toàn hết đạn, B-40 cũng chỉ còn một viên, B-41 DKZ các cái cũng còn có một viên đạn. Thời gian đánh quá lâu. Đánh có trận đó là vì là nước to, trời mưa của nó là thường là nước Nam Bộ, cho nên khi địch tấn công tôi là hầu hết là hắn bắn hoàn toàn là nước to, nên là hắn vượt hết, hắn cứ xuống nước là bay lên hết. Nhưng mà phải cảm ơn cái thầy chùa cũng dặn tôi rồi, cái trận đó là tôi biết là đơn vị không có người chi viện, mà sẵn sàng như thế là đơn vị sẽ là cô lập trên một cái chùa, mà đúng thật là đó là chùa Cờ Đê Run, vào cái trảng lớn lắm, trảng rất rộng, còn hai bên vẫn là núi, là rừng chứ không phải núi, rừng rộng, rừng toàn là rừng cây dầu cả, mà rừng dầu rất lớn. Với cái trận đánh đó thì nói tóm lại là bọn tôi đánh đúng đến cuối cùng là cái khẩu 12-8 là cũng chỉ còn có 500 viên thôi, là phải cố thủ để không may nếu có việc gì đó là mình ấy. Nhưng không may cái trận đó là đánh hơn một ngày, nhưng mà do mưa to nước to cho nên địch cũng không lên được, mà mình thì là cũng có ngay tại như thế là cái chùa Cờ Đê Run. Đấy, tôi nhớ đó là chùa Cờ Đê Run. Đấy, rồi lên đến An Nụ Trà La Ca. Đấy, cái phun đó là cái trận đó là đúng là rất vất vả. Chi tiết đi. Đó, chi tiết. Đó là chi tiết đó. Đó là rất vất vả. Cái bố trí quân bị bố trí của hắn là bởi vì lúc đó là cái trảng nó rộng rồi, mà nước thì to, nước chảy xiết mà, nước trên phía bắc chảy xuống biển hồ mà, nên là nước rất to, mà địch cũng không lên được, mà tôi thì phải cố thủ trong đó, trong một cái bãi chuối, mà giờ trên đó là gọi là nước to, địch không lên được, mà mình cũng là nằm lúc đó là đạn cũng gần như là gần hết, cho nên là cố thủ trong cái chùa Cờ Đê Run đó.
Nữa là của năm 81. 81 là chính xác. Của sơ 37 đấy, lúc đó là trung đoàn 775. Trung đoàn 775, tiểu đoàn 3. Đấy, lúc đó tôi là ở tiểu đoàn 3. Đấy. Cho nên cái trận đó là nói chung ra là các mũi các hướng. Thì cái tiểu đoàn tôi là lúc đó là nước to cô lập, bên kia trung đoàn 88 không, cũng không chi viện lên được. Rồi trung đoàn 271 là ở như thế là Bà Đạ. Bà Đạ. Đấy, tức là phum đó là phum Bà Đạ đó là tập biên thung. Thế cho nên các đơn vị lúc đó không chi viện được là vì mưa to. Mà nó tóm lại có đánh lúc mưa to hầu hết là cối cũng không có hiệu quả, là vì là đánh các cái liều 3, liều 4 lên quá lớn thì là nó nhanh hư. Nó sẽ bể nòng cùng nòng cối hoặc là hư kim hỏa. Đấy, cái kim hỏa là mới là quan trọng. Đấy, là đơn vị lúc đó là phải hết mà địch lúc đó cũng là không thể lên được nữa, bắt buộc cũng xa sợ ta là các đơn vị sẽ chi viện vào, nhưng mà cuối cùng là cái trận đó là cuối cùng là địch cũng tự rút lấy, và đơn vị tôi cũng dần dần như thế là hai ngày sau là nước xuống, nước sẽ rút hết. Thì đơn vị tôi cuối cùng trở về thì cũng báo cáo về với sư đoàn là trên tinh thần như thế, chứ cũng không phải là nản lòng hay là các cái để bỏ trận địa. Đấy, vẫn cố thủ, nhưng có cái là đạn lúc đó là gần hết. Đấy, nhưng mà nước quá to nên địch không lên được, mà hắn bắn B-69 các cái hầu hết xuống nước là bật lên hết. Đấy, cho nên là cái trận đó là năm 81. Đấy. Và biết định thì có thiệt hại gì không? Thì bây giờ mình biết sao được đó, bởi vì lúc đó là mình đánh trong một ngày rồi, đánh hơn một ngày rồi. Đấy, đánh đúng là đánh vì là lính thì lính cái mức độ, mà hầu hết là lính 81 vào lại là bắn hơi nhiều, vẫn không giống như lính 78 79. 78 79 là hầu hết là bắn tỉa một là một. Đấy, mà lúc đó là hầu hết là 79 80 là nhiều. Đấy, thế cho nên là cái trận đó là nói tóm lại là cái lính 81 vào là chưa quen lắm, cách đánh cũng chưa quen lắm. Đó là trên tinh thần, và hai nữa là lính đây lính thành phố nữa. Thành phố cho nên hắn khác với là cái lính phía Bắc, nói như là dân con chưa gọi là lính Bắc Hồ, ông Hồ Hà Nội khác, mà lính ở trong Sài Gòn là theo cái kiểu cũng bị tóc dài, hắn phân biệt rất giỏi. Cho nên cái trận đó là trên cái tinh thần của năm 1981 là trung đoàn 7705, tôi là tiểu đoàn 3. Đấy, là trên tinh thần đánh cái trận đó như thế, kết hợp với là cái trung đoàn pháo 37. Là tôi biết đó là cái phiên hiệu của trung đoàn đó là trung đoàn 55 của mặt trận. Thế thì khi đó là do cái gió đấy, nên Campuchia là có cái gió rất lớn, mà cái cánh đồng thường là cánh đồng lúa kết hợp với rừng, cho nên khi hắn biết được cái thời điểm là gió lên vào buổi sáng 3 giờ sáng, bắt đầu hắn đốt từ hướng nó thì gió về cái trận địa pháo 37 này hầu hết là gục hết, cháy tất cả võng các cái là hầu hết là cháy, vì là gió bốn bề là vào cánh đồng lúa, mà vì là cái trận địa là thường thường là pháo các cái là nằm ở trảng là cánh đồng rộng mà lại là lúa. Đấy, kể cả bọn tôi thôi cũng đánh địch cũng thế thôi, phải ra giữa cánh đồng đào hầm rất là nằm để phục hấn. Đấy, để phục hấn để là làm gì, để hai cái cánh rừng thế này là ta đánh để cho nó lọt vào là cái hỏa lực của ta là để tiêu diệt nhanh. Đấy, cho nên cái trận địa của trung đoàn 55 pháo đúng sau là đạn với các cái hư nhiều, không sử dụng được nữa, vì nắng đó, nóng rồi lửa tạt quá rất là vất vả. Cái trận địa đó sau cái trung đoàn đó cũng thất bại, trung đoàn 55
tôi biết là hắn là trung đoàn 55, pháo 37 và 57 bị đốt. Đấy, bị nó đốt theo cái hướng mà hầu hết Campuchia như thế. Vâng, hầu hết là Campuchia, nếu hắn đã đốt thì cả nhà dân cũng cháy. Hắn thuộc y hệt như là rừng Omaron, hắn đã cháy làm cháy ghê gớm lắm. Vâng, cho nên cái trận địa đó là khi đó là tôi biết được cùng với trung đoàn 55. Đấy, sau là cái trận đó tiếp tục 4 ngày sau là cái tiểu đoàn của tỉnh xâm nhập lên cũng thất bại, phải mở đường máu. Trận đó là đúng cái tiểu đoàn đó, tôi nhớ là không sai là vào cùng với tôi đấy, nhưng mà cái hướng của tôi khác, mà cái mũi đó là mũi cũng mũi khác, nhưng nó đánh mạnh quá, nó đánh quá nhiều, cho nên cái tiểu đoàn của Xiêm Rẹp tức là mở đường máu để mà thoát. Còn hy sinh nhiều hay không thì lúc đó tôi cũng không biết lắm, nhưng mà biết được là trên có nói là cái tiểu đoàn, chắc là tiểu đoàn 20 là chính xác, của Xiêm Rẹp đấy, đánh trên cái mũi đó là bị đấy. Còn cái tiểu đoàn 3 của tôi, của trung đoàn 7705 lại là vào sang bên này rồi đấy. Còn tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 thì lại nằm trên tức là ngã ba của Prerup, của huyện Cao Lanh, đó là huyện Cao Lanh, một đường tức là Cao Lanh đi lên Chúp, một đường tức là rẽ về tức là sầm rông Trung Cam. Đây là cái trận đó là 4 ngày sau là cái tiểu đoàn 20 của Xiêm Rẹp lên, là tôi biết là xảy ra như thế, còn không đúng hợp với của đơn vị mình nên là không chi viện được. Đã. Vì đơn vị của mình là đi theo cái hướng của sư đoàn và của các cấp trung đoàn của mình, chứ không đánh theo độc lập của tỉnh của bạn được. Do cho nên là trên chỉ báo là sau là cái trận đó là do cái tiểu đoàn 20 của tỉnh Xiêm Rẹp là phá mỡ đường máu. Vâng, đó là Xiêm Rẹp đó. Sau đó là lên đánh trên Tổ Chúc là tháng 4 1981. Đánh cái trận đó là ta đánh bắt buộc hắn phải dạt xuống Biển Hồ. Vâng, đánh cái trận đó cũng kết hợp cũng hơi nhiều đó, vì xe tăng của ta nguyên cái hai cái tiểu đoàn xe tăng hắn đã nằm chốt sẵn ở như vị trí của Chúc rồi, nên là chi viện cũng nhanh, cho nên là cái trận đó là cuối cùng địch thoát xuống dưới là Biển Hồ mất. Mà Biển Hồ thì cái cỏ Mỹ nó sắc rồi gai nhiều quá, đơn vị không xuống được. Bởi vì nếu đúng ra là cái 37 ly mà hạ xuống 17-18 km bắn chưa chắc đấy. Nên là đó là cái Xiêm Rẹp là đánh xuống tức là chỗ gần Chúp của Bát Tô Buông đó, giáp danh với nhau. Là cái trận đó là bọn đó đánh như thế là tháng 4 năm 1981. Nào, năm 1981. Còn lúc đó là mở chiến dịch nữa là lên là do sư 5 và 341 thì nó lại là đánh cùng với ấy lên Cao Lanh, lên như thế là sầm rông Trung Cam để lên Hồ Âm Bin. Đấy. Cái mũi tôi cũng Hồ Âm Bin nhưng mà lại là dưới. Vì cái Hồ Âm Bin nó hơi rộng mà là trong núi. Đấy, cái trận đó ta đánh cũng hơi nhiều. Thì dùng lúc đó là hầu hết là bằng hỏa tuyến của Nga. Cho nên là ta thu về cái chiến trường lúc đó là ta tiêu diệt địch hầu hết trên cái trận địa đó là bằng hỏa lực của Nga. Nên là đánh không thu được kết quả như mong muốn của Ngô Quân Khu, là đánh theo cái kiểu hỏa lực mạnh, cho nên là tan tát, không thu được một cái chiến lợi phẩm nào cả. Đó là một cái bài học rút kinh nghiệm sau này của cái mặt trận của ta là mặt trận 49. Bởi vì đã là đánh trên chiến trường là phải thu được vũ khí, thu được lương thực, thực phẩm hoặc là tất cả các mặt. Nhưng mà đúng ta đánh theo kiểu Nga, đánh thí dụ là bằng dàn hỏa tuyến cả. Nên là đánh Hồ Âm Bin. Đấy, đánh Hồ Âm Bin đấy, đánh cho tan, đúng là đánh tan nát luôn đấy. Nhưng mà ta thu hoạch được chỉ có cái thuốc dự nguồn là cái B-12 với các cái là nhiều. Xong thì chiếm trận địa là thì
có xe máy, xe máy với đầu máy khâu với các anh nhiều, quá nhiều, tất cả là xe máy anh tháo các ấy anh chỉ để khung lại, này, rất nhiều. Rồi là khi một anh mà lên cái trận địa đó thì còn như rất thì tất cả là do cái hỏa lực của Nga này, của Liên Xô đánh là gọi là đánh tiêu diệt này, có nghĩa là anh tiêu diệt để mà lên, hoặc là tiêu diệt cho hết cái trận địa đó, cho nó có nghĩa là chết chết thẳng, mà diệt là cho nó thật hết luôn. Ở bên kia hồ à? Anh bên kia hồ ta lên chiếm lĩnh để mà ta đánh vỗ mặt cả, mà tất cả ta đánh bằng vỗ mặt hết. Còn anh thì rõ ràng công sự với các cái rõ ràng anh đã là của anh thì rồi thì anh phải có cái hướng đó. Còn khi nào mà anh muốn đánh ta là anh đánh, thí dụ như là anh biết trận địa ta ở đây thì đêm khuya thí dụ là anh bố trí là tập kích, thì khi đó anh mới ra khỏi các cái công sự với các cái để tập kích ta thôi. Mà anh đã tập kích của ta thì nó thật lòng là anh dùng bằng hỏa lực rất nhiều, hầu hết là hỏa lực, anh đánh theo cái kiểu dàn kế tiếp nhau. Đấy, đánh cứ thằng số 1 cho đến thằng, thí dụ từ thằng số 1 đến thằng số 20, là thằng số 20 hết thì thằng số 1 bắt đầu lại bắn, cứ như thế bằng hỏa lực hết. Cho nên ta biết đó là cái quá trình ta rút được nhiều cái kinh nghiệm của khi địch tập kích ta giữa ban đêm hoặc ban ngày. Nhiều trận địa của ta giữa ban ngày cũng thế thôi, vì hắn biết là quân số ta ít. Đấy, thế là tập kích vào giữa ban ngày mà thắng thì là ta bắn tốt, mà thua ta mà thua thì hắn thắng, nhưng mà ta đã là chốt rồi thì là rõ ràng là phải có công sự. Đấy, tất cả là có công sự. Đấy, ta chỉ có bất ngờ những cái lúc đó, thí dụ là vào lúc ăn cơm hoặc lúc ngủ trưa các ấy, tôi nói ví dụ như thế. Cho nên nói về đánh thằng quân bốt là đánh rất khó, bởi vì cái chiến thuật của ta và chiến thuật của nó là ta đào tạo cả. Đấy, cũng như bây giờ ta đang đào tạo Campuchia và Lào cũng thế thôi. Nó có toàn là chiến thuật của ta cả. Đấy, cho nên là đánh thằng Campuchia rất nhiều gãy rất khó. Khó là vì sao? Khi ta tập trung được thì hắn lại là phân tán lực lượng. Đấy, hắn phân tán lực lượng. Mà khi ta ít lực lượng thì bắt đầu lại tập trung lại. Nên là để đánh ta. Cho nên nhiều trận đánh ở như Siem Reap và Bát Đàm Ông hầu hết là như thế. Mà cái trận Âm Bình nữa ta có hỏa lực với nhiều chứ. Như giữa mà răm lại không chết lắm nhỉ? Bởi vì có chết thì anh cũng kéo đi chứ mấy khi để anh kéo sang Thái liền. Đánh mà đánh hỏa tuyến từ đó thì đánh hỏa tuyến rồi đánh pháo rồi đánh xe tăng, nhiều cái trận đánh hay lắm. Nói đúng là đánh gần như ta nói nó rầm rộ cỡ tầm 6-7 tiếng. Đấy, những cái trận mà biết là cái số địch đó sẽ nhiều thì những sư đoàn nào sẽ là vào vị trí nào, đơn vị nào nằm vị trí nào. Đấy, cho nên là nói đúng ra là ta đánh thằng Campuchia hầu hết là như thế. Còn khi mà đã tách rời từng sư đoàn một thì đúng là cũng ấy đấy. Đấy, nhiều trận ta bị như thế chứ. Đấy, bởi vì cái số đạn của ta nói tóm lại là có ít hơn. Nó là về còn pháo thì từ trường hợp những cái lúc đã khi ra tấn công rồi thì pháo không bao giờ dùng được rồi. Đấy, chủ yếu là bộ binh bằng cối TKZ. Đấy, còn sau này ta đánh nó là hầu hết là dùng máy bay của Thái với của ấy lên đó, là ta bắn hoàn toàn bằng A-72 của Nga. Đấy, cái trận nó lên thì lại không có vũ khí, lại không có gì nhỉ? Hoàn toàn chỉ có thuốc với là đầu máy khâu với là xe tăng, xe máy là nhiều. Cái kho, đúng, kho tàng. Cái kho đó là đúng giữ nguồn cho nó, là cái thương binh của nó là về đó là điều trị là đúng chính xác nhất đó. Chứ còn đúng ra là về hắn là nằm bên gần bên đất Thái nên là vũ khí tất cả là cũng từ đó ra. Thì thế nên mới gọi là đánh theo kiểu thằng Nga mà lấy đấy, đánh tiêu diệt mà đánh trên địa là nát luôn đấy. Tôi nói như cây cối nhà ta đây với là chuối các cây là cái gì anh nát bấy. Đấy, nát bấy. Hắn không giống ta đánh bằng bộ binh. Bộ binh của ta thí dụ như là pháo đánh thí dụ là 30 quả. Đó là trên trên đài báo về là đã đúng mục tiêu. Tôi nói ví dụ là đánh đúng mục tiêu thì bắt đầu đơn vị mới bắt đầu hành quân lên. Đúng không nào? Vì pháo dập thường thường là 15-16 km.
11 km là gần nhất. Đấy. Thế thì từ cái chỗ đó thì là các sư đoàn thì là có hỏa lực của cá nhân thì là có cối, có DKZ. Đấy, là chủ yếu với 12-8 Đại Liên. Đấy. Còn các binh pháo và 757 các cái là phòng ngự khi hắn có mạnh là hạ xuống để bắn hoặc là để phục vụ là bắn máy bay là chủ yếu. Đấy. Thế cho nên nhiều lúc các đơn vị mà nói thẳng là ta đánh biên giới là hầu hết là như thế. Đánh hoàn toàn là đánh hai bên là vỗ mặt với nhau. Đấy. Còn anh nào cũng có tốt là anh mới thắng lợi. Mà anh mà cũng có không tốt là anh tức là anh tự ấy tức là không đạt được cái tiêu chuẩn. Rồi hầu hết là đánh dọc biên giới Thái là như thế. Còn sau này đánh về nội bộ thì đảng và nhà nước biết là ta là như thế, đơn vị nào là chốt trên biên giới còn đơn vị nào là vào nội địa của cái cổ tỉnh thì đúng lúc đó đã biết được là địch đã vào vị trí hết rồi. Tức là hầu hết là về mùa mưa. Đấy. Và mùa mưa thì hầu hết là ta cũng nằm trong các cái vị trí của ta. Đấy. Cho nên nhiều trận ta đánh là kiểu coi là hắn tập kích vào mà ta đánh rồi. Chứ còn bảo là ta ra là không bao giờ ra nữa. Bởi vì mưa, nước to. Đấy. Cho nên là mỗi lúc vào chiến dịch là toàn mặt trận. Là toàn mặt trận. Chứ không phải riêng một sư đoàn nào cả. Đấy. Cho nên khi ta cả một sư đoàn, đơn vị nào là đốn lõng, đơn vị nào đánh vỗ mặt, đơn vị nào là đằng sau. Tôi nói ví dụ thế. Cho nên nhiều trận ta đánh là hầu hết là địch. Ít thì hắn bỏ chạy. Cho nên không lúc nào mà bảo ta cầm cự khoảng được một ngày hoặc là ấy cả. Đấy, chỉ được có vài tiếng thì địch bắt đầu thất trận là đi. Đấy. Chứ còn địch chết thì hắn cũng đến mức độ chứ không thể là như ấy được, phải hắn nhanh lắm, hắn nhanh như sóc. Nói đúng thằng Campuchia đánh nhanh như sóc. Chứ còn như ta là chẳng qua là ta đánh theo cái kiểu đánh lì. Đấy. Nói như thế giới bảo Việt Nam, quân đội Việt Nam và đặc công Việt Nam là đánh lì, đánh dỗi lắm. Là vì là đã xác định đánh là đánh. Thế cho nên đến Bắc Tâm Môn cũng thế. Đấy, sau sư 341 rút quân về Việt Nam là năm 80. Năm 80. Thì sư 309 lên. Đó là chỉ huy lúc đó là ông Hồng. Người Nghệ An, sư 309, đó là bảo vệ ngay Bắc Tâm Buông. Còn sư 5 các ấy của bọn tôi lại là hỗ trợ để chi viện cho những người lúc đó. Đấy. Thế cho nên nhiều trận đánh của ta có hy sinh không? Ta hy sinh cũng nhiều, nhưng không phải là không có. Vì đã vào chiến dịch là tất cả rồi. Đấy. Mà hầu hết là ta bị nhiều nhất vẫn là thằng Thái cũng bắn ta cũng hơi nhiều. Tức là hỏa lực của Thái. Đấy. Chứ không phải là ta đánh hòm pin rồi bo ba lên với các cái mà ta không bị quân Thái đánh đâu. Ta có bị nhiều chứ. Pháo vẫn nhiều. Đấy. Còn pháo ta rất ít. Ta đánh 10 quả thì phải đánh 100 quả. Đấy. Đúng sự thật là như thế. Bây giờ những anh nào mà sống với tôi ở cái mặt trận đó coi có đúng như tôi nói không? Ta đánh được 10 quả thì cứ phải hàng trăm quả. Nên là phản pháo nhanh lắm. Hắn cũng như thằng Mỹ ạ, phản pháo rất cực kỳ, tọa độ rất chuẩn. Như nên nhiều lúc là pháo của ta là chỉ trừ trường hợp là mở chiến dịch. Đấy. Hoặc là biết cái tổng đài để báo về là cái lực lượng của địch như thế, rồi hỏa lực địch như thế, thì để ta bố trí. Đấy. Ta bố trí của các cái cấp trung đoàn của mặt trận của quân khu 7. Còn các sư đoàn thì rõ ràng cũng có nhưng mà ít, bởi vì không bao giờ kéo cả pháo với các ấy đi cùng một hướng được cả. Thế cho nên mỗi trận đánh là năm 81 là như thế, tháng 4 năm 1981 đánh tại như thế là đó là Siphon chứ, chợ Siphon, đó là 81, tháng 4 81.
cái trận mà anh chui vào bị lũ đó là sao anh là cái đại đội của bạn cái kỹ nào cái đại đội này này là cách đại đội 8 có 2 cây thôi nhưng đánh giáp lá cà với nhau mà lính đánh bay 2 đấy chứ không phải ấy đâu, đại đội trưởng bay 2 đó với thằng Thà, Trần Văn Thà ở quận 6 đánh 2 cuộc chiến giờ là đánh nhiều quá đánh có nghe tê tua trận đó đánh hơi tê tua đó tôi lên để chi viện với nhau nhưng không ngờ đơn vị bỏ chạy cả rồi tức là chi viện cho cái đại đội 7 của bạn nhưng mà ta cứ thường một đại đội phải kìm một đại đội bạn hoặc hai đại đội ta phải kìm một đại đội bạn không may hắn kêu địch hoặc là nếu thất trận thì đang còn có ta có hiểu không ạ cho nên là bạn bỏ chạy thì tôi lại không để ý cái đó là thằng mình đi lính bay 2 người Nga Sơn bỏ chạy hết thằng Thà cũng bỏ chạy sạch tôi không ngờ tôi lên cái thì địch hô thì cái là gia đình đó lại cũng rất thông minh đưa tôi vào đó là chèn lúa cho tôi hơi nhiều đó đấy đó là địch vào kiểm tra nhưng mà anh bảo không có bộ đội nào cả không có Khmer Rouge lúc đó là Khmer Rouge nhưng không gọi là Khmer Việt Nam đâu Khmer Rouge là cái loại bẩn nhất tôi nghe hết chứ sau tôi cứ nằm đó phải được 2 ngày thì đơn vị bắt đầu lên chi viện để đi tìm tôi chứ thống nhất là tiểu đoàn đưa tôi ra xong cái thì trước hết là phải cảm ơn gia đình đó gia đình đó có 3 đứa con với 2 vợ chồng trẻ thế thì tôi cũng bảo thôi trên tinh thần thế này bây giờ báo cáo với đồng chí Chi Phát mà hôm qua tôi đang nói đấy là chủ tịch mà ông đó lại nói được 7 thứ tiếng thế tôi cũng nói là báo cáo với anh Phát thế này những con người người ta như thế này cứu sống tôi thì không trả đáng bao nhiêu của huyện cả thì nhất trí để gia đình này là sẽ là một tay đắc lực cho ta tức là bắt nắm tình hình địch đúng không để nhiều lúc ta phải cần những con người đó mà cứu sống ta thì đưa vào làm bên công an ta vẫn có công an của huyện tháng bao nhiêu tiền tức là 80 ria đó 80 ria cho 2 vợ chồng là 100 ở đấy với chủ tịch huyện đó đó, đó. Ở đấy của cái huyện đó chứ nếu còn xã lúc đó làm gì mình gặp được hắn thế thì nói ông Chi Phát thì ông nói là tôi anh đã nói thế thì nhất trí thôi trên quan điểm đó là gạo ta vẫn chi phí cho ạ mà tiền ta vẫn chi phí cho ạ đấy cho nên tôi thấy rất tích cực đấy là sự thật nhất là lúc đó là đánh giá có là đại đội 7 ta và đại đội của bạn được. Lúc đó ta gọi đại đội bạn riêng chứ không có nằm trong cái chung của được, của là bạn lúc nào cũng phải sát cánh với ta được. Sát cánh từ 2 đến 3 cây số nhưng mà cái đại đội 8 này là phải sát với nó là vì cách siêu đoàn những 72 cây số nên là phải đơn vị phải cách như thế để bắt sống tôi thì không bắt được đó là cuối cùng là bạn bỏ chạy cả rồi đơn vị 7 ta cũng chạy rồi thằng Bình cũng bỏ chạy rồi thằng Thà cũng bỏ chạy hết hả sao em không bỏ chạy khổ lắm tôi lên thì là bắt đầu tôi dính cái khoản này thì dân thấy là ông lớn hắn biết tôi mà hắn giỏi cả dù là đêm hắn cũng biết thế mới là giỏi đó là ban đêm trong phim mà không giữa ban ngày sang lúc đó gần 3 giờ chiều rồi là tôi biết là tan đấy nghĩa là lên thì hắn cho tôi vào như thế ngày mai khoảng cũng 3 giờ chiều ngày mai là đơn vị lên chi viện cho tôi vâng thì về tôi cũng bàn bạc với tiểu đoàn trưởng với các ấy như thế trên quan điểm là tôi lên để là để bắt nắm tình hình đó. Cán bộ tiểu đoàn thì lúc nào cũng phải sát cánh 2 đại đội 1 chạy hết rồi vâng chạy hết mà anh lại không kịp chạy thế và đơn vị cái tiểu đoàn 8 của anh là đại đội 8 này phải cố thủ lại đó. Phải cố thủ tức là cái đại đội 8 của anh là cái hy sinh nhiều không hay là không hy sinh vì nằm trong chốt luôn lên lấy lần khổ nhất là hắn các cái cột to bằng cái này hắn vây cả cái phun lại đấy cho nên địch quốc vào thì là không vào được nhưng mà tôi lại vừa thoát sang bên bạn với đại đội 7 thì không ngờ bạn chạy
Chứ còn đây đôi này thì vẫn nằm yên. Có hiểu nè. Còn đây đôi này là có thổ rồi, gọi là phòng ngự tấn công cơ mà, tức là đánh địch phòng ngự mà, cho nên không không thể gì rồi được. Đấy, nhưng cuối cùng là tôi bị một kết quả đó, vâng, không cho chạy được chứ. Lần này chạy, lần sau là ta thất bại. Tôi đã nói với anh em toàn Thanh Hóa, ta phải cố gắng, em chết anh cũng chết, chứ không phải là một mình em chết. Viên đạn cuối cùng đều giống nhau cả thôi. Nên là anh em Thanh Hóa ta bảo vệ rất tuyệt vời, toàn Cẩm Thủy. Cẩm Thủy với Hải Dương. Thế là được cái gia đình như... Vâng. Sao là phải cứu hắn. Còn mỗi lúc mà đơn vị mà hết pin liên lạc 7 cái máy đó thì gửi thư cho nó ra, thì hắn danh ma, hắn rút cái ghi đông xe đạp ra, hắn bỏ cái thư vào đó. Thế mới là giỏi nó. Ra rồi lấy cây thọc ra, ra huyện họ mới biết. Khi đó họ mới biết. Thì khi đó mình cũng mới biết là con người họ cũng thông minh, chứ không phải là con người không thông minh. Không mà anh bắt được cái là cái giấy này là mình dính này. Sao anh đề nghị là cái đơn vị bạn là huyện. Và huyện bạn là công an. Công an và bắt nắm tình hình địch. Sau hắn cũng khoai lắm. Thứ nhất được lương, thứ hai được gạo nuôi. Đồng ruộng hắn vẫn làm. Đấy. Nhưng mà tình hình địch là báo cáo ngay. Rất nhanh. Ta không có những cái đó thì ta chết liền. Nhưng đêm nay thí dụ những cái anh phái viên xuống cái xã này nằm, là ban ngày anh họp trong cái thôn này này này, trong cái xã này này, nhưng mà tối anh phải đi rồi, không nằm đây được đâu, nằm vào đây đến giết liền. Đó là phái viên đấy, cái bọn phái viên đấy. Đấy, gọi là phiên dịch cho tiểu đoàn đấy. Đấy, anh là ý đó. Bởi vì ta bị nhiều rồi, ta biết được, rút được nhiều kinh nghiệm. Tức là ta bị hắn tiêu diệt nhiều. Thì bây giờ cũng nói thật với anh em là ban ngày là còn có quân đội ra các cái vào để còn khống chế, và các cái để cho anh làm nhiệm vụ. Và anh bắt nắm tình hình ở như cái xã đó, chủ tịch đó, khu đó, để ấy về cho tôi. Nhưng mà đêm là anh phải thoát, chứ anh không nằm trong đây được. Có hiểu không ạ? Thì cũng như tôi đấy, cho anh em đi phục, là ta đi phục rõ ràng là ta đi phục hướng Bắc, nhưng ta lại về hướng Đông. Đấy, có hiểu nè. Đó là lừa địch, là dân biết là bộ đội ta sẽ phục ở hướng Bắc, nhưng mà địch lại cũng biết ta là phục về hướng Bắc, nhưng mà chính hướng Bắc ta lại không phục, mà ta lại phục hướng Đông. Đó là cái chiến thuật và nghệ thuật, đúng không ạ? Đó là nghệ thuật sống, mà cũng là lừa địch vào để ta đánh. Tức là anh hai lần thoát chết. Có hai lần. Hai lần thoát chết là do người dân. Là dân. Cứ hỏi anh em lính công bình ta là biết tôi. Còn nó còn dùng cả 12-8 đẩy tôi mà không được. Hắn bắn xuống đây này. Hắn bắn chiếu như là trên từng cái số mà bộ phim của nước ngoài mà bắn vào cái cây cột mốc đó, cây cột số đó. Nhưng mà hắn mà bắn lên đây tôi là dính. Sau là du kích ông tà gì nhỉ, bây giờ cũng tên hết rồi, vì 40 năm rồi còn gì nữa. Đó là ông ra nói chuyện với huyện nấu rồi bắn như thế này, nhưng mà không bắt sống tôi được. Dân mà dích lên đây thì tôi chết, nhưng lại bắn chủ yếu là bắt sống tôi. Đó là cuối cùng tôi giật được một cái gánh cối là 12 quả. Đó là ông phạt cho cái quả AT tăng đứt 11 nhánh đủ, với đứt gần 2/3 cây dừa. Còn thằng Bình thì là đứt mất cái ruột, La Văn Bình. Còn tôi thì sống. Bắt đầu tôi xuống đây là tôi chỉ huy anh em bắt đầu cấp tập cối. Rất là trận đó là sao? Trận thứ hai là cái vụ là hắn